Sau khi loạt ảnh tình tứ của Xoài Non và Gil Lê xuất hiện trên các kênh phương tiện truyền thông, Xemesis cũng trở thành tâm điểm được dân tình réo gọi. Đồng thời, không ít người thắc mắc liệu lý do ly hôn của Xoài Non và Xemesis có liên quan đến Gil Lê hay không. Những thông tin xoay quanh mối quan hệ của Xoài Non, Gil Lê lẫn khoảnh khắc khóa môi tình tứ của cả hai trên sân Pickleball hiện đang là chủ đề nóng nhất được dân tình bàn tán rôm rả. Hiện tại, Xoài Non vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ định mối quan hệ tình cảm với Gil Lê. Quay trở lại cách đây 5 ngày, Xoài Non bất ngờ đăng tải lên kênh TikTok đoạn clip hát nhép ca khúc Làm Người Yêu Em Nhé Baby và viết chú thích hệt như lời tỏ tình, yêu mình em được không? Thời điểm đó, dân tình dành nhiều lời khen ngợi Xoài Non dễ thương, đồng thời thắc mắc dòng trạng thái kia cô nàng có gửi gắm đến ai không. Còn đến hiện tại, nhiều người lại tò mò rằng liệu đây có phải là tín hiệu của cô nàng về việc đang có tình yêu mới. Giữa lúc tin tức Xoài Non và Gil Lê hẹn hò bùng nổ cõi mạng, một trong những người thu hút sự chú ý từ phía netizen chính là chồng cũ của Xoài Non, streamer Xemesis. Trên nền tảng Facebook, một trang page có hơn 3 triệu lượt theo dõi đã đăng tải hình ảnh Xemesis ôm mặt kèm theo dòng chú thích Xemesis ngay lúc này. Ngay lập tức anh chàng bối rối lên tiếng ở dưới phần bình luận: "Ôi không, mấy bạn đừng lôi tôi vô, mới yên ổn được có mấy tuần à?" Sau khi Xemesis lên tiếng, không ít người cũng đặt câu hỏi nguyên nhân khiến Xoài Non đưa ra thông báo ly hôn với Xemesis vào ngày 16 tháng 6 liệu có liên quan đến chuyện cô có tình cảm với Gil Lê. Cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis đã lộ loạt những dấu hiệu trục trặc từ giữa tháng 5 năm 2024. Cùng thời gian này, Xemesis bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Đáng nói, lúc đó vị bác sĩ này có nhiều phát ngôn. Bài đăng về chuyện vợ chồng trẻ không có con sau kết hôn dễ dẫn đến tan vỡ khiến netizen suy đoán anh ngầm tiết lộ nguyên nhân Xoài Non và Xemesis đường ai nấy đi là do vấn đề con cái. Tuy nhiên, trong bài đăng thông báo tan vỡ, cả hai không nhắc đến vấn đề này. Vài ngày sau đó, Xoài Non tiếp tục lên tiếng phủ nhận thông tin bạn thân bị nghi là người thứ ba khiến gia đình cô tan vỡ. Về lý do quyết định cho nhau lối đi riêng sau 6 năm gắn bó, Xoài Non nói: "Lý do mình và anh không bên nhau nữa, tụi mình muốn giữ cho riêng nhau nên sẽ không chia sẻ về vấn đề này." Xoài Non cũng cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp, vẫn coi nhau là bạn và trò chuyện bình thường. Xemesis và Xoài Non vẫn có lúc nhắn tin, FaceTime với nhau sau chia tay. Ngoài ra, trong khoảng thời gian vướng ồn ào hôn nhân, Xemesis cũng nhiều lần lên tiếng khi thấy vợ cũ bị đâm đặt nhận 20 tỷ đồng để ly hôn. Hiện tại, Xemesis có cuộc sống kín tiếng, vẫn tụ hội những người bạn thân thiết nhưng không còn cập nhật quá nhiều trên mạng xã hội. Về phía Gil Lê và Xoài Non, cả hai từng gặp gỡ trong một sự kiện vào đầu năm 2024. Đến tầm tháng 7 năm 2024, cả hai có nhiều khoảnh khắc đời thường thân thiết, cùng đón sinh nhật, cùng livestream. Lúc này, thân sắc của Xoài Non cũng tươi tắn, vui vẻ hơn nhiều lần so với thời điểm trước khi thông báo ly hôn Xemesis. Cách đây không lâu, Xoài Non cũng chia sẻ quan điểm về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới, vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn. Kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài. Chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và ok là được rồi.